Đây là cái quạt mo thẳng bơm này mọi người. Quạt mo thẳng bơm thì được sản xuất như thế này nè. Đó. Đây là một cái quạt mo rất là xinh đẹp và rất là với trong mùa hè như thế này. Đó, chúng ta sẽ vô khuôn đó. 2 phút có thể ra được cái quạt mo nha mọi người. Đây là nguyên cái nhà xưởng của mình.